Rồi rồi biết con ngỗng là con nào? Đâu? Có màu vàng này hả? Ủa nhỏ xíu vậy hả? Cho ba đứa ở tạm trong AV đi. Nào lớn rồi tính. Giờ thả ngoài mèo ăn mất. Ra. Cảm đây, từ từ. Con nhỏ nên phải cho thuốc ấm nha. Ấm gà, ấm vịt nè. 10 gram vào 4 đến 5 lít nước. Này lít rưỡi. 2 gram thôi. Này chỉ phân xanh nè. Ghét chưa, đi ăn luôn. Có ao cho mày bơi luôn nè, thích quá không gì. Mốt mua thêm con ngỗng đực cho mày nha. Rồi, hãy vui vẻ với chim nha. Con đi ăn con dơ. Sao nằm miết hay bệnh hả? Kêu 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 kêu. Nè, vui nè. Trời đất ơi, có nhiều con vàng đang ăn hết rồi. Con này ăn tham thiệt á, ăn tham chó trời. Ngỗng không ăn, đen không ăn luôn. Chân đen nó ăn chay rồi. Ngỗng thấy run lơ luôn. Mà đúng rồi, ngỗng người ta quý tộc mà. Ta quý tộc ta ăn cám thôi chứ mắt mới ta ăn run. Cái con đen này, con vàng này mày ăn dữ mày. Chừa cho con đen con coi. Rồi quốc sạch bát rồi. Nhanh mới ngày thứ ba mà nó quen người rồi nè, theo ha. Khôn ghê á. Ủa cái mỏ con ngang này sao nó mắc cười ta? Nhọn 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 vậy. Sao con đen nó không ăn ta? Hay bệnh rồi. Hả? Hay là nó ăn chay á. Nó ăn chay nó không ăn run. Con vàng này ăn tạp nè. Còn ngỗng thì... Con ngỗng thì người ta là gì? Quý tộc mà ta sang chảnh ta đâu ăn run. Nè. Coi chừng con ngang nó... Con ngang đen bị bệnh á. Nó cứ nằm 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 nè. Kêu 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 kêu. Có thuốc mà. Con trộn thuốc nữa. Kêu 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 kêu. Kêu kêu. Ủa 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 ủa. Đừng có đi ra ngoài. Bắt cóc đó. Đi vô. Đi vô nhà. Ai cho mày đi ra ngoài này. Chó mèo nó đớp cho vậy. Đi vô. Vô. Vô nhà đi. Chặn cổng này lại thôi. Đi vô ăn cám đi, tôi lấy nước cho. Con đen thì như cũng ăn ít cám. Tôi uống nước nghe lên. Đi đi. Tôi uống nước. Tôi uống thuốc nghe lên. À, mổ à. Láo à.
cha, đúng ngỗng ha. Hộ báo trường mẫu giáo, láo từ nhỏ. À, ông nữa đây. Thuốc đây. Không có nhảy vô bơi nha. Con vàng là hỗn lắm luôn á. Để chiều tao làm cho cái nhà mới. Nghe chuông. Đi đi. Tối rồi, nhanh. Chuông tụi mày ở đâu hả? Nhanh. Nè nè nè, ba thằng đi ba hướng, người ta đuổi kiểu gì? Nhanh, con chim nó bay ra kìa. Đi về nhà trắng đây. Đó, nhà trắng của tụi bay đó. Vô chuồng đi. Vô nhà của tụi mày đi. Đó, tao làm cho hẳn một tòa bạch ốc đó. Qua sao nhà trắng đàng hoàng nha. Đi vô. Ủa, quên rồi hả? Quên đường vô hả? Vô con. Thằng mập địch này, đi vô trước. Đi. Nhanh. Đúng rồi, một thằng. Con vàng này, thằng đen này, vô. Ấm quá rồi còn gì. Được ở bạch ốc đàng hoàng nha. Giỡn hoài. Ngon lành cành đào rồi.